Thưa quý thính giả, người dân cả nước xem vụ Formosa gây ô nhiễm vùng biển miền Trung là một sự kiện đáng chú ý nhất trong năm 2016. Nhưng dưới con mắt của Bộ Tài nguyên Môi trường thì sự kiện này chẳng có ý nghĩa gì. Mời quý vị theo dõi bài nhận định Thành tích của Quang, nước mắt của dân của tác giả Bạch Hoàng và phần trả lời của Nguyễn Anh Tuấn tựa đề Bộ Tài nguyên Môi trường chây ì hay năng lực chính phủ yếu kém, do quê hương trình bày trong tiết mục Chuyện nước non mình hôm nay. Sự cố Formosa gây ô nhiễm biển miền Trung khiến hàng chục ngàn ngư dân mất việc, không có trong danh sách 10 sự kiện Bộ Tài nguyên Môi trường công bố. Cá nhân tôi vô cùng bất ngờ khi Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố 10 sự kiện nổi bật nhất ngành tài nguyên môi trường năm 2016, tuyệt nhiên không nhắc đến Formosa. Rõ ràng, những gì Formosa gây ra là một thảm họa môi trường nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, vậy tại sao họ lại trơ trẽn gạt đi? Hãy xem những thứ mà ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, quyết định lựa chọn nổi bật nhất là gì? Đó là ban hành chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng. Đó là hội nghị trực tuyến về bảo vệ môi trường. Đó là lập quy hoạch mạng lưới các sự nghiệp công lập của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đó là điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Đó là thực hiện chữ ký số, vân vân. Những thứ này dành cho ai? Người dân có quan tâm chữ ký đồng bộ trong quản lý văn bản không? Người dân không quan tâm, chắc chắn là như vậy. Người dân cần được uống nước sạch, được hít thở không khí trong lành. Người dân được ra khơi, người tiêu dùng cần được ăn cá, du khách cần được tắm biển. Đó mới là lý do bộ máy nhà nước phải nuôi những người làm công tác quản lý môi trường. Vậy mà, những kẻ ăn cơm của dân ấy đã làm cái gì để miền Trung ra nông nổi hôm nay? Ông Trần Hồng Hà làm quan rất to, nhưng chắc là ông chưa được dạy rằng, làm quan là lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Thế nên, trong con mắt của ông Trần Hồng Hà, hàng trăm ngàn người dân miền Trung khốn khổ phải tha phương cầu thực, chẳng thể nào có sức nặng bằng vài hoạt động của cán bộ của ngành này. Thế nên, trong con mắt ông Trần Hồng Hà, hàng ngàn lá đơn của người dân miền Trung kiện Formosa cũng chẳng thể nào có sức nặng bằng những thứ mang lại thành tích cho ngành này. Ngày 30 tháng 6, khi vừa công bố Formosa là thủ phạm gây ra thảm họa cá chết ở miền Trung, ông Trần Hồng Hà đã lập tức xây dựng hình ảnh cho mình bằng sự kể lể công sức. Tôi vừa trải qua 84 ngày nặng trĩu. Tôi tin có thể khi ấy ông nặng trĩu thật. Chỉ có điều, người dân không chỉ nặng trĩu như ông, mà có khi nước mắt của họ đã cạn rồi. Một nhà lãnh đạo vội than mệt, vội kể công, trong khi người dân vẫn đang khốn cùng. Liệu đất nước này còn có hy vọng gì? Lẽ nào, bây giờ ra triều đình làm quan lớn, ông Trần Hồng Hà quên mất vùng đất nghèo khổ Hà Tĩnh ấy là quê hương mình? Lẽ nào, bây giờ bỗng lộc nhiều, ông Hà đã quên xóm giềng Lam Lũ? Với người dân thì không trọn nhân, với quê hương thì không trọn nghĩa. Làm người dân thường còn chưa xứng, chứ đừng nói làm quan, tôi nghĩ vậy. Để thấy rõ vấn đề trên đây, ông Nguyễn Anh Tuấn đã viết bài Bộ Tài nguyên, Môi trường, chây ì hay năng lực chính phủ yếu kém. Ngày 1 tháng 9 năm 2016, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên, Môi trường làm rõ trách nhiệm của Bộ trong vụ Formosa. Ngày 17 tháng 11 năm 2016, Bộ Tài nguyên Môi trường họp báo cho biết Ban Cán sự Đảng của Bộ đã nhận khuyết điểm và cho rằng trách nhiệm chính thuộc về tỉnh Hà Tĩnh, còn Bộ chỉ có trách nhiệm một phần trong chuyện này. Ngày 21 tháng 12 năm 2016, Tổ công tác Chính phủ làm việc với Bộ Tài nguyên Môi trường, yêu cầu sớm kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm về vụ Formosa, nhắc Bộ thực hiện lời hứa của Bộ đối với Thủ tướng. Ngày 4 tháng 1 năm 2017, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà giao vụ tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị trực thuộc
xem xét kiểm điểm trách nhiệm của đơn vị, cá nhân có liên quan. Ngày 5 tháng 1 năm 2017, Bộ Tài nguyên Môi trường công bố 10 sự kiện môi trường nổi bật của năm 2016, hoàn toàn không đề cập đến Formosa. Vậy là gần 9 tháng sau khi thảm họa xảy ra, 6 tháng sau khi Formosa cúi đầu nhận lỗi, các cấp chính quyền vẫn cố tình chây ì, để rồi không một cá nhân nào phải chịu trách nhiệm cho một thảm họa đã khiến 263.000 người chịu ảnh hưởng sinh kế, tàn phá môi trường biển, đến hàng chục năm sau chưa thể hồi phục được, gây thiệt hại hàng chục ngàn tỷ đồng, kéo lùi sự phát triển của các tỉnh Bắc Trung Bộ trong nhiều năm tới. Thái độ của các cán bộ liên quan trong thảm họa này phải nói là còn kém cả thủ phạm, tức Formosa. Trách Bộ Tài nguyên Môi trường chây ì là một lẽ. Đáng trách hơn còn là năng lực yếu kém của chính phủ khi bó tay trước sự chây ì đó. Rõ ràng, người dân chỉ còn có thể đứng trước hai cách lý giải cho những diễn biến này. Hoặc là hệ thống tổ chức quyền lực của đảng cầm quyền quá kém cỏi, khi ngay cả người đứng đầu chính phủ cũng không thể kỷ luật được các quan chức dưới quyền khi họ làm sai. Hoặc là chính đảng cầm quyền đang diễn trò trước dư luận, thỉnh thoảng lại thông báo là đang tiến hành, xem xét kỷ luật để câu giờ, hòng bao che sai phạm cho nhau. Mà cũng có thể là cả hai. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Với hệ thống Audio Now, chỉ cần bấm số 1-712-832-7123, quý thính giả có thể nghe đài đáp lời sông núi qua điện thoại bất cứ lúc nào, với giá của một cuộc gọi thông thường. Thưa quý thính giả, Tổng thống tân nhiệm Hoa Kỳ Donald Trump còn là một ẩn số dưới con mắt của nhiều nhà tranh đấu cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Tuy nhiên, tiến trình này lệ thuộc nhiều vào cố gắng của mỗi công dân Việt Nam quan tâm đến vận mệnh đất nước hơn là chính sách kinh tế và ngoại giao của bất cứ cường quốc nào, kể cả Hoa Kỳ. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Trần Trung Đạo với tựa đề Những ngày tháng tới sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay. Dù nói ra hay không, hay dù ủng hộ ai, hầu hết người Mỹ gốc Việt khi cầm lá phiếu bầu Tổng thống Hoa Kỳ đều nghĩ tới Việt Nam và hy vọng qua lá phiếu sẽ đóng góp một chút gì đó, chắc chắn là rất nhỏ, vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Nhắc lại, ông Donald Trump ứng cử với khẩu hiệu làm cho nước Hoa Kỳ vĩ đại lần nữa. Lần nữa có nghĩa đã từng là một quốc gia vĩ đại trước đây, nhưng hiện nay thất bại. Khẩu hiệu này mang ý nghĩa kinh tế nhiều hơn các yếu tố văn hóa giáo dục. Donald Trump không phải là người duy nhất dùng khẩu hiệu này, mà trước đây Tổng thống Ronald Reagan cũng đã dùng để đánh bại Tổng thống Jimmy Carter khi các chính sách của ông ta đã đưa nước Hoa Kỳ vào tình trạng thất nghiệp cao, lạm phát cao, tiền lợi ngân hàng cao và khủng hoảng năng lượng trầm trọng. Đó là chưa kể vấn nạn con tin còn đang bị giam giữ tại Iran. Với hàm ý lần nữa cho thấy Donald Trump sẽ nghiêng về chính sách bảo vệ mậu dịch như đã từng áp dụng trước Thế chiến thứ hai. Ông và các nhà kinh tế biện hộ chính sách bảo vệ mậu dịch và cho rằng các cường quốc kinh tế như Trung Cộng, Nhật Bản đã làm giàu trên sự thiệt thòi của người dân Hoa Kỳ. Chính sách bảo vệ mậu dịch đặt mối tương quan mậu dịch quốc tế cũng như giữa hai quốc gia trên căn bản bình đẳng nhưng không tự do. Chính phủ dùng thuế nhập cảng để bảo vệ và kích thích kinh tế nội địa. Dĩ nhiên, các nước khác cũng không để yên cho Hoa Kỳ muốn nâng thuế nhập cảng cao thấp tùy tiện, mà cũng sẽ giới hạn việc đầu tư vào Hoa Kỳ, và nếu thuế nhập cảng quá cao, họ sẽ phát động các cuộc chiến mậu dịch chống lại Hoa Kỳ. Cho đến bây giờ, còn quá sớm để hiểu các chính sách kinh tế và đối ngoại của ông Donald Trump. Trong đó, rất nhiều vấn đề ông chưa giải thích sáng tỏ. Tuy nhiên, điều rõ ràng nhất là ông đã đáp ứng được cơn giận của nhiều người dân Hoa Kỳ. Giận ai? Dĩ nhiên là dân chúng Hoa Kỳ giận dữ trước các thất bại của chính quyền Barack Obama đã không phục hồi nền kinh tế Hoa Kỳ đúng mức.
dân chúng Hoa Kỳ đang sống trong tình trạng bất an và hệ thống chính trị không phục vụ cho quyền lợi đích thực của người dân mà chỉ phục vụ cho hệ thống. Ông Donald Trump như người ngoài cuộc, và người Hoa Kỳ đang cần một người ngoài cuộc lãnh đạo họ. Với một tổng thống Hoa Kỳ không kinh nghiệm lãnh đạo chính quyền và đang cần phải học hỏi nhiều, ông cũng chưa từng công khai bày tỏ cảm tình với lý tưởng dân chủ tại các nước độc tài như Việt Nam. Nhiều người đang lo lắng các phong trào dân chủ tại Việt Nam trong những ngày tháng tới sẽ rất khó khăn, nếu không muốn nói là sẽ bị chính giới Hoa Kỳ bỏ rơi. Những lo lắng đó đều chính đáng nhưng cũng chỉ là những điều lo lắng. Theo truyền thống, chính sách đối ngoại và nhân quyền của các chính phủ Hoa Kỳ, dù Cộng hòa hay Dân chủ, chỉ thay đổi trong phương pháp áp dụng, nhưng không thay đổi về nguyên tắc. Nước Hoa Kỳ không chỉ là cường quốc kinh tế mà còn là cường quốc dân chủ, và các giá trị tự do nhân quyền luôn là kim chỉ nam cho các chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Bảo thủ không đồng nghĩa với tự cô lập để rồi tự diệt. Chính phủ Donald Trump sẽ phải áp dụng một chính sách cứng rắn và có thể còn cứng rắn hơn cả George W. Bush hay Barack Obama để bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ trên Biển Đông. Một số phụ tá thân cận của ông Trump đã phê bình Tổng thống Obama không đủ cứng rắn đối với Trung Cộng. Không nên quá lo lắng những gì ngoài tầm tay giới. Điều đáng lo lắng nhất là liệu những người Việt quan tâm đến tự do dân chủ của đất nước mình có tầm nhìn, nhận thức và khả năng để vận dụng các chính sách của chính phủ Donald Trump tại Á Châu nói chung và đối với Trung Cộng nói riêng có lợi cho cuộc đấu tranh dân chủ tại Việt Nam hay không. Cuộc đấu tranh của dân tộc Miến Điện là một thí dụ. Trong cùng tuần lễ này vào năm ngoái, cuộc bầu cử Quốc hội Miến Điện được tổ chức và Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi thắng lớn. Kết quả bầu cử tốt đẹp kia chính là những bông hoa được tưới bằng máu của nhiều thế hệ người Miến Điện đổ xuống trong suốt mấy mươi năm. Phần lớn trong thời gian đó, các anh hùng dân chủ Miến Điện đấu tranh trong cô đơn, chết trong âm thầm, không quốc tế nào để ý. Việt Nam cũng vậy. Dân chủ là một tiến trình, chứ không phải là một sản phẩm được đóng thùng gửi từ nước Hoa Kỳ. Ông George W. Bush, hay ông Barack Obama, hay ông Donald Trump đều không thể mang dân chủ đến cho Việt Nam, mà chỉ có người Việt Nam mới có thể tạo nên nền dân chủ cho dân tộc mình. Bức tường độc tài chuyên chính tại Việt Nam không sụp đổ bằng những cái búa hy vọng sẽ mượn được của nước ngoài, mà bằng những bàn tay nhỏ tiếp tục và kiên nhẫn soi mòn chế độ.